Chào các bạn, nay đi câu đài bạn ơi, điểm câu đây bạn. Cái đó nước đang xả ra bạn ơi, trời cái nước lớn thì nước chảy vô lại. Ao này múc cũng lâu rồi bạn ơi, chủ yếu là cá lóc kiến, rô phi, rô đồng, cá tra, mì dinh rồi bạn. Nhưng mà chủ yếu rô phi bạn ơi, đừng anh đang dẫn lại cái điểm câu rồi bạn. Nhìn đẹp quá trời đẹp bạn ơi. Cái bờ con cái hơi cao bạn ơi, nhưng mà nước đang rộng xuống nè, hơi khó câu nha bạn. Nhưng mà điểm này thì khỏi chơi bạn ơi. Màu xả chứ bạn ơi, cắm cá tạp đây hai bạn. Đây cắm cốt DH bạn, trộn nửa bịch không ơi, còn nửa bịch hơi là mình thêm vô cái mồi câu bạn cho nó nhạy hơn. Mình chọn mồi câu bạn, lấy miếng mồi xả rồi mình thêm dưới lại cái nửa cắm cốt để mình còn dưới bạn, đổ vô thêm ít thêm tí nước vô bạn, rồi bóp cho nó dẻo đây là mình câu thôi nha bạn. Nếu mà trường hợp mà cá con nó nhiều quá bạn, bóp cho nó cứng luôn. Còn mà trường hợp mà cá con ít á, mình thêm nước vô mình bóp cho mềm một xíu. Đây thành phẩm rồi bạn ơi. Bạn muốn mồi vê cho nó không dính tay á, hoặc vê dễ hơn chút, bạn thêm ít bột tơ nhện hoặc bột tàu gông vô. Còn mình thì mình thấy vậy là mình chơi được rồi. Xả ra cho cạn luôn nha anh. Trời ơi. Phơi hơn ao chảnh. Phơi hơn. Nếu mà cần thật sự ngồi cần phi thì tối nay xuống này thành đây gặt ghi phi không? Ở đâu? Bên đi xem đó. Nói chứ không ấy anh ơi. Đi xem bên đây hả? Có ăn đầu vậy. Mới trồng lỡ cá khó mà dính. Trời ơi, thơm quá em. Bù lỡ con nãy đâu coi. Đó giờ mới thấy dính được hai lưỡi. Ông Nam câu chuẩn á, hồi trển mà ông dính bữa hổm giật tăng một mười mấy ký. Ông ngồi bên góc kia kìa, ông thấy lục bệnh ngồi góc kia nó không ăn. Nóng quá. Đã à, vô rồi. Gơm rồi, gơm mổ rồi. Không, đang gơm mổ nãy giờ mà. Vô tới đây làm biến luôn rồi nè. Cái bữa hổm em đi qua bên Định An câu á Tướng Anh. Ừ. Kia nó giăng lưới. Cái nó gặp em qua câu cái nó không giăng lưới nữa. Nó cuốn lưới lên. Ủa, một đó. Cặp à. Alo. Lợi hại quá. Đang gơm dữ lắm rồi. Gơm dữ lắm, gơm. Không vậy. Bà ơi. Vậy nó em bánh phi bự không ạ? À? Ở đâu? Đó đó. Bên đó đó. Mày nó không ăn. Mà giờ hết sen rồi nó đâu còn. Giờ còn nó có ăn không? Không. Nó đủ mồi đâu ạ. À.
câu về có khi nào làm mỏi tay luôn không? Làm xỉu luôn. Câu tới 2 giờ không ăn là anh đi. Ba không ăn nổi con. Dạ dạ nó nghe không ngủ luôn hả? Không ngủ cự luôn. Mất con gái rồi luôn. Trời ơi hai con luôn. Nè. Qua này thấy con gà không? Nhiều khi đó có cái bật thì sao? Hay là tại cái phao ta? Phao anh dài hả? Ờ có thể, ờ cái phao anh dài, phao anh ngắn mà. Nhiều khi cái chì nhẹ quá. Có thể chì nhẹ. À, trời hột cá lắm mà tìm trời. Ừ nó gom. Đó. Xài này làm khô là bá cháy rồi. Ở dưới là ngay xe làm khô luôn á. Đúng rồi. Câu tới chiều là nước lớn á, nước vô á. Vô, mấy giờ vô? Mấy giờ? Không biết mấy giờ nhưng mà hồi chiều hôm qua là vô á, không biết mấy giờ vô. Không nhớ, hôm qua mấy giờ không nhớ. Đó là nước đứng chỗ một à. Ừ. Rồi anh mới cuốc ba bữa nay á. Cuốc vàng cho cá ruby nó sống nè. Đúng rồi. Luôn trời. Thằng Toàn cũng dính con nào đâu? Ừ. Có thằng ông kia ông đi dính lua dính con cá tra 2 kg mấy. Ờ 2 kg. Thả lại rồi. Gì? Thả lại. Thả lại luôn hả? Ừ. Ao nào? Không biết ao nào nữa, thả lại. Bất bình thường cái gì đâu. Em có lưỡi không mạnh đâu, cho anh cặp thử coi. Khó chứ, từ từ. Đóng cũng thử coi. Để đi nữa mua hả? Anh với thằng Toàn vô quậy gì trời. Để đi nữa mua hả, đi khai trương. Kiếm cá lóc táp rồi chơi ơi. Anh với thằng Toàn vô quậy gì? À. Dính nè. Toàn hai anh em thằng mười mấy dít. Có dính không? Dính không dính ra. Bự không? Bự không? Đủ cỡ ha. Đủ cỡ. Nhưng mà nửa kiến lên không hả? To to mà. Ở thằng Toàn biết liền gì. Mà anh Toàn ảnh không có duyên ở bên kia. Ừ. Rõ ràng bên kia nó không có duyên luôn á. Bên đây vậy mà nè. Trời ơi, một cặp luôn. Ơi. Chài một á hả mà 5 kg. Một phát. Trời. Cái mé ngoài này nè. Về theo anh ơi, tính câu tới chiều chiều mới về mà giờ chuyển mưa quá trời rồi. Mình tranh thủ mình dọn đồ về luôn bạn ơi. Câu được chừng khoảng hơn 3 tiếng gì bạn ơi. Đây coi được nhiêu cá nha bạn. Trời ơi.
Không thành quả đâu bạn ơi, chắc được hơn chục ký quá. Thôi chào các bạn nha, chúc bạn xem clip vui vẻ. Bạn thấy hay mới bấm like, đăng ký kênh để xem những clip mới nhất mình nha. Chào các bạn.